can tôn, ổn định lực căng. Dùng biến tần VNT. Đây là tủ điện. Động cơ 55 kg đồng hành. Đây là trục cán. Vận xả. Vận tốc đạt 100 m/s. Đây là biến tần. Để dùng dòng V6 chạy ổn định lực căng. Hai động cơ xả chạy đồng tốc, ép lô quấn, ép lô ép. Một con biến tần 37 kg và hai con 55 kg.